Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, hôm nay thì thời tiết Sài Gòn khá là nóng, trời xanh, mây trắng, nắng vàng và gió nhẹ nhẹ. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đưa quý cô chú anh chị chúng ta xuất phát từ con đường Vĩnh Viễn, quận 10 để chúng ta sẽ đi qua khu Bùi Thị Xuân, quận Nhất. Đây đang là con đường Vĩnh Viễn, thì ở khu vực này là gần với giao lộ Vĩnh Viễn, cắt với đường Ngô Gia Tự, ngày xưa là Minh Mạng đó. Khu vực này thì có rất nhiều các cái cửa hàng bán đồ inox, những cái đồ như là bàn, ghế, phụ kiện nhà bếp, hoặc là đồ dùng gia đình, móc treo quần áo, nồi niêu son chảo, nói chung những cái gì thuộc về inox, móc treo quần áo, thang, giá để trong nhà vệ sinh, chậu rửa chén, rồi nồi niêu son chảo, ghế, rổ, giá, nói siêu, nhôm, ấm, nói chung những cái gì về inox thì khu phố này đều bày bán, thậm chí có cả những cái tủ inox luôn. Đây đang là ngã 6, giao cắt bởi các cái con đường là Sư Vạn Hạnh này, đường Ngô Gia Tự này, rồi đường Vĩnh Viễn. Bây giờ Tuấn Dương đang đi về phía ngã 7 Lý Thái Tổ. Trời đang nắng nóng. Cái thời tiết này có lẽ là phù hợp cho khách nước ngoài sang Việt Nam để đi phơi nắng, tắm biển ngoài bãi cát. Thì thông thường khi mà Tuấn Dương đi biển đó, thấy một số người nước ngoài hay trải một cái khăn tắm, sau đó họ nằm úp hoặc là nằm ngửa. Nếu như nằm ngửa thì họ đeo kính mát hoặc là họ che mặt lại cho ánh nắng mặt trời nó không làm hại mắt. Còn lại thì người ta phơi nắng để người nước ngoài có vẻ là thích cái nước da rám nắng, đặc biệt là một số những cái nước mà ít có mặt trời thì người ta thích tắm nắng, nhưng mà ở Việt Nam nó thì lại chuộng cái nước da là màu trắng, giống như không thích cái nước da màu nâu, màu đen cháy nắng thì Việt Nam thì lại không chuộng, nhưng mà mình thấy một số nước thì người ta lại rất là chuộng. Đây đang là ngã 7 Lý Thái Tổ này các bạn này. Ở ngã 7 Lý Thái Tổ này thì cô bác anh chị thấy là cái số lượng xe tầm buổi trưa cũng khá là đông. Xe, các cái xe thì xếp hàng nối đuôi nhau và nhích nhích từng chút một. Tiếng xe cấp cứu thì vang lên inh ỏi. Ở Việt Nam thì có rất nhiều xe gắn máy, có lẽ là phải có hàng vài chục triệu chiếc. Thông thường thì mỗi một hộ gia đình thì có khoảng vài chiếc, mỗi người một chiếc xe gắn máy, những cái người đến tuổi đi làm. Xe cứu thương các bạn nhỉ. Bệnh viện 175. Rồi, mời cô bác chị coi giao thông Sài Gòn. Đây đang là khúc giao lộ ngã 7 Lý Thái Tổ, giao cắt bởi các con đường là Minh Mạng, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ và Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ thì ngày xưa có tên là Phan Thanh Giản, còn con đường Ngô Gia Tự ngày xưa có tên là Minh Mạng. Các bạn thấy xe quá trời đông luôn. Thôi mình cũng sẽ nhích nhích chút xíu để mình đi. Không có thì không biết là đợi đến bao giờ mới hết xe mà đi. Đó, ở Việt Nam thì thôi đi thì cứ nhích nhích từng chút một. Nhìn bên phải, nhìn bên trái, nhìn đằng trước, nhìn đằng sau. Và thậm chí nhiều khi nhìn lên trời xem là đi qua những các cái chỗ công trường xây dựng có cái gì nó rớt không để mà chúng ta né. Ở trong truyện trưởng người ta nói là tả đột hữu xung, nhưng mà ở đây thì không thể nói trước được. Nhiều khi thậm chí là có những cái người
có những cái chỗ là đang moi cống nên là nhiều khi phải coi cả từ dưới đất xem là mặt bằng cái đường đi đó nó có bị gồ ghề, có ổ trâu, ổ gà hay không để di chuyển. Bên phải đây này đang là con đường vào khu Hồ Thị Kỷ, là cái khu ăn uống ẩm thực đêm cũng như là chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Còn hướng đi thẳng này thì chúng ta sẽ đi về phía giao lộ của ngã 6 Cộng Hòa. Ở Sài Gòn thì rất nhiều các cái bùng binh ngã 6, ngã 5, ngã 5 Chuồng Chó, ngã 6 Gò Vấp, trong đó ở quận 10 đó cũng rất là nhiều những cái ngã 6, ngã 7 như là ngã 7 Lý Thái Tổ này, ngã 6 Nguyễn Tri Phương này, rồi trên cái trục đường Nguyễn Tri Phương nó còn cũng còn khá nhiều những các cái giao lộ mà ngã 6 nữa. Bên tay trái của chúng ta là Lý Thái Tổ, quận Lý Thái Tổ quận 3. Ở đây các bạn nhìn này, có cái biển, các cái biển hiệu là ghi là bán mộng dừa Bến Tre giòn ngọt. Mộng dừa thì nó là cái phía bên trong của quả dừa, khi mà quả dừa để lâu nó rụng xuống đất, nó chuẩn bị mọc rễ ra thì nó có hình thành nên cái trái dừa. Ở đây những cái người bán bảo hiểm xe gắn máy, rồi bán dừa tắc, bán hàng rong ở Việt Nam đó các bạn, người ta để trên cái xe ba gác hay là Artiso, rồi dừa tắc xí muội, rồi bán mía này các bạn này, mía cây rồi mía đã trẻ sẵn, rồi bán thơm Thái mini giòn ngọt, thơm giống Thái Lan đấy, rồi bán dừa tắc, dừa xiêm rất nhiều, rồi bán mộng dừa đó. Trời nắng nóng nên là những cái món nước giải khát được nhiều người yêu thích. Chạy trời nắng này mà được một cái ly nước đá cho vào mồm thì vừa giải nhiệt mà lại giúp cho chúng ta có thể di chuyển thêm được một cái quãng đường, lấy lại sức khỏe. Đặc biệt là trời nắng nóng thì mọi người hay bị mất nước, nên là có một cái ly nước mát vào mồm thì rất là tuyệt vời. Đây, chúng ta đang trên con đường Phạm Viết Chánh. Ngày hôm nay thì Tuấn Dương đi tới Bùi Thị Xuân thì cũng có hẹn với cả một anh muốn gửi tiền để nấu cơm, thì cũng mấy anh em cũng hẹn nhau mấy ngày rồi, nhưng mà có những lúc thì anh ngồi mời nhậu thì Tuấn Dương thực chất là lúc này cũng không có muốn nhậu nhẹt gì cả, ngồi cũng không có thời gian ngồi nhậu với anh. Hôm nay thì hai anh em ra để uống cà phê, trao đổi một chút về công việc. Con đường Phạm Viết Chánh này là chỉ có một cái đoạn ngắn thôi. Nó bắt đầu từ cái khúc giao lộ Cống Quỳnh cắt với Nguyễn Chánh, sau đó đường Nguyễn Chánh thì kéo dài cho tới ngã 6 Cộng Hòa. Ngày xưa khu này thì thấy có đường ray xe lửa là đi qua, đi về các tỉnh miền Tây từ cái thời Pháp đó. Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Đây, chúng ta sẽ đi vào con đường Cống Quỳnh, sau đó rồi sẽ quẹo là ra Bùi Thị Xuân. Thì tụi mình hẹn nhau ở nhà khách Công Đoàn ngay cái khúc Bùi Thị Xuân cắt với Cách Mạng Tháng 8 á. Ở khúc khách sạn Công Đoàn đó thì có một cái món là món bún cá lóc. Bún cá lóc ăn ở đây cũng rất là ngon. Trước đây thì mình hay ăn. Lúc mà mấy anh ở nước ngoài về đó thì các anh muốn ăn cái món bún cá lóc, nên là mấy anh em tới đó ăn. Hôm nay không biết thì quán còn phục vụ cái món đó không, vì cái khúc nhà khách Công Đoàn đó là có bị thu hẹp lại, do là à,
thành phố xây dựng cái tuyến metro Bến Thành Tham Lương thì có đền bù và giải tỏa, nhưng mà hiện nay thì vẫn chưa thấy xây dựng cái tuyến đó. Các bạn nhìn thấy các cái cháu áo trắng đi ngang qua đường, đó là học sinh trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân đó. Ở đây là giao lộ Bùi Thị Xuân cắt với Tôn Thất Tùng. Quẹo phải là chúng ta đi về phía nhà thờ huyện sĩ. Trước mặt đây các bạn nhìn là cái xe buýt là Hồ Chí Minh City này. Lác đác là có mấy ông Tây đứng ngồi ở trên xe bêu nắng đi ngắm cảnh đường phố. Nói chung là khách Tây thì thích trải nghiệm, thích nhòm ngó và không có sợ đen. Đây góc Lê Thị Riêng cắt với Bùi Thị Xuân. Sắp tới cái khúc khách sạn công đoàn rồi. Ở Bùi Thị Xuân thì cũng có nhiều những cái khách sạn, mọi người về đây cũng ở khu này cũng tương đối là tiện. Tuy nhiên thì nó không thể tiện như ở gần khu chợ Bến Thành. Đây, đặc sản bún cá miền Tây, cà phê ăn sáng à. Phía bên tay phải này này các bạn này, đây là nhà khách công đoàn này. Rồi mình sẽ vô để gửi xe nhé, trước khi mà đi vô cái khu khách sạn công đoàn này. Đây các bạn ơi, buổi trưa ở khu nhà khách công đoàn đây này. Quá trời luôn, giống như rất là nhiều, rất đông khách ở đây, bán cả cơm bình dân nữa. Tụi mình ngồi ở phía ngoài này. Trong này, ở đây thì vừa có nhà hàng, khách sạn, nói chung là rất là đông. Đây ngoài này thì cà phê nhé. Đây các bạn, món bún đây, đây có món bún cá lóc này các bạn này, chả cá này. Ok, chân cá nước cá món bún cá lóc có rĩa dầu má rất là ngon, giá chanh ớt. Rồi mời các bạn cùng ăn trưa với mình nhé. Thưa cô bác anh chị, sau khi mà gặp gỡ người bạn của Tuấn Dương xong thì bây giờ Tuấn Dương sẽ đi về. Trên đường về thì mình sẽ ghé qua cái khu vực chợ Bến Thành. Khúc này thì đang là ngã 6 Phù Đổng này. Chợ Bến Thành đã tháo rỡ tất cả các rào chắn hay chưa? Trời Sài Gòn cũng khá nóng và nắng. Chúng ta đang có mặt ở đường
Phạm Hồng Thái giao cắt với Lê Lai. Mình sẽ đi vào đường Trương Định, sau đó sẽ đi vào Nguyễn An Ninh về khu cửa Tây của chợ Bến Thành. Những người bán hàng rong ở Việt Nam. Tạm dừng xe ở đây. Thưa các bạn, đây đang là góc Lê Thánh Tôn cắt với con đường Phan Bội Châu. Chúng ta đang có mặt ở khu vực chợ Bến Thành. Đây đang là khu cửa đông của chợ Bến Thành này. Phía trước này là con đường Lê Lợi. Quẹo phải thì chúng ta sẽ đi về phía vòng xoay công trường Quách Thị Trang. Lúc này phía trước vòng xoay công trường Quách Thị Trang thì cũng tháo rỡ rào chắn khá nhiều, tuy nhiên thì cũng vẫn chưa xong. Công trường vẫn còn khá ngổn ngang. Nay thì Tuấn Dương cũng nhận được cái sự góp ý của một anh là đạo diễn rồi quay phim. Tuy nhiên thì cá nhân Tuấn Dương thì nghĩ rằng chắc mình cũng vẫn chưa có đủ cái điều kiện để mà sản xuất những các cái video mà nó chất lượng hơn, nó đòi hỏi cái sự dày công nghiên cứu cũng như là viết kịch bản, chăm sóc này nọ, các cái góc quay nghệ thuật. Đôi khi cái chi phí đầu tư nó quá lớn nên là mình rất khó để mà thực hiện. Đây chúng ta đang đi qua khúc khách sạn New World này. Đi về phía ngã 6 Phù Đổng. Những cái lúc trời nắng này mà các bạn ơi, nếu ai mà đi bộ quay phim thì chắc là đi một lúc thì không chịu nổi.
trên con đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1. Đi ra từ khúc này thì chúng ta sẽ gặp giao lộ Lê Thị Riêng cắt với Bùi Thị Xuân và Tôn Thất Tùng. Tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video. Hẹn gặp các cô bác anh chị trong những clip kế tiếp. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để xem những video mới của Tuấn Dương. Hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Đứng lên đây xíu cho nó bớt nắng. Nóng quá trời. Quá trời quá đất luôn.